Hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn lợi ích của hệ thống điện năng lượng mặt trời cũng như là tại sao nhiều người lại phản đối. Trên thị trường thì có rất là nhiều loại hình điện năng lượng mặt trời và giá thành cũng khác nhau. Tuy nhiên thì nhiều người cảm thấy là chưa phù hợp. Tại vì sao ạ? Cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này nó chỉ phù hợp cho những cái gia đình nào mà sử dụng nhiều điện vào ban ngày thôi. Còn các hộ gia đình mà sử dụng tiền điện là ít này, ít quá thì cũng không nên lắp này. Đồng thời là ít sử dụng vào ban ngày, tức là họ đi làm cả ngày vào ban ngày thì cũng không nên lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời. Mặt khác cái hệ thống điện mặt trời này thì giá thành cũng tương đối cao đấy, chứ không phải là ít tiền đâu. Nhiều người muốn tham khảo, tuy nhiên giá thành ấy, tôi nói ít nhất anh chị em là phải bằng một chiếc xe Airblade, là trung bình khoảng 40 triệu đồng đổ lên thì anh chị em mới có thể lắp đặt được một hệ thống điện năng lượng mặt trời. Thậm chí có những hệ thống lên đến 200-300 triệu, gần bằng nửa chiếc ô tô đấy. Cho nên anh chị em mà tìm hiểu cho kỹ rồi đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, nó giống như cách đây 20 năm trước anh chị em có một chiếc điện thoại di động thì nhiều người sẽ nói là thằng này bị điên, bị khùng khi mà lắp đặt hệ thống này. Nhưng bây giờ anh chị em thấy không ạ, sau 20 năm thì đứa con nít nó cũng có cái điện thoại smartphone để mà dùng. Do đó là những người lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời là những người đi trước thời đại, họ có tầm nhìn là 20 năm, và họ là những người có điều kiện để đi trước thời đại, chứ họ không phải bị điên hay bị khùng mà đầu tư một số tiền lớn như vậy để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời thì anh chị em cần căn cứ vào tình hình kinh tế thực tế của gia đình mình để phù hợp, xem là gia đình mình có phù hợp khi đầu tư hệ thống này hay không. Và nếu mà tiền điện dùng nhiều thì nên lắp, còn dùng ít thì thôi anh chị em nhá, cũng không đáng để bỏ ra, bởi vì khi số tiền điện quá ít, nếu khoảng là từ 700-800 ngàn trở lên, khoảng trở lên á, thì cho nên không giới hạn số lượng tiền điện luôn. 100 triệu tiền điện vẫn có thể lắp được. Và điện công nghiệp cũng như là điện sinh hoạt, điện 1 pha là điện 3 pha đều có thể lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để giảm chi phí tiền điện hàng tháng anh chị em nha. Ngoài ra thì nếu mà lắp đặt hệ thống này mà có điều kiện thì nên lắp đặt hệ thống bình lưu trữ, chứ không bắt buộc nha. Chú ý là không bắt buộc phải lắp hệ thống bình lưu trữ. Chúng ta có thể lắp đặt hệ thống hòa lưới bám tải ban ngày không cần lưu trữ. Nếu mà có lưu trữ thì những cái mùa hè như thế này này mà điện lực cúp điện ấy, thì ban ngày chúng ta có thể sử dụng cái điện năng lượng mặt trời trực tiếp từ các cái tấm pin, do đó là ban ngày không mất tiền điện. Đấy, gần như là không mất nha. Do đó là anh chị em mà nếu mà điện lực có cúp điện một cái thì cũng có bình lưu trữ vào ban ngày để mà sử dụng. Đấy, vừa sử dụng mà giảm tiết kiệm chi phí tiền điện là vừa dự phòng lúc mất điện lưới.